khu vực sẽ có mỗi một tổ sóng nha. Ừ. Thì nó hay bị mất sóng. Ví dụ như khu vực đó nó bị chặn sóng thì mình sẽ input trước ha. Input là cái gì vô nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.